Đây là một trường hợp của một anh nhạc công ở Tân Bình. Thì cây đàn của ảnh đã được nâng cấp lên K2000 và phím thì nó có hiện tượng là nó bị liệt ở cả nhà. Lúc ăn lúc không nè mọi người thấy không? Thì bên mình đã thay cao su mới rồi nhưng mà nó vẫn không hết nữa. Thì cái nguyên nhân dẫn đến cái hiện tượng mà như vậy á, mặc dù đã thay cao su rồi không hết thì là do cái mạch than nó bị hư. Thì bên mình sẽ thay cho cái anh nhạc công đó mạch than mới 100% của Mitsumi. Thì giá cái bộ mạch than này là 800.000 đồng. Sẽ thay vô thì sẽ khắc phục cái chuyện đó. Rồi mọi người nghe cái nút la này. Lúc ăn lúc không thì giờ mình sẽ thay vô nha để mình kiểm tra. Rồi, mình đã lắp cái mạch bên của Mitsumi vô rồi đây. Cái là mạch phím của Mitsumi, chính hãng Mitsumi. Rồi bây giờ mình sẽ mở nguồn lên mình sao cho mọi người nghe. Và sau khi mình đã lắp được mạch phím của Mitsumi vô, mình sẽ test phím nha mọi người. Rồi, mọi người có nhu cầu thay cao su hoặc là thay mạch than cứ liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại ở bên dưới nha mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ạ.